Quê áo mới tươi, chào một mùa xuân.
một tràng pháo tay thật lớn ạ. Đây là những người phụ giúp cái chương trình. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị có cơ hội sẽ được gặp được những cái khuôn mặt rất là đẹp và dễ thương của thành phố Phan Rang chúng ta. Và tiền hôm nay thì quý vị cũng xin phép được giới thiệu đến quý vị một cái điều, đó là năm 2022, một cái dinh của thành phố Phan Rang, đó là cô Bạch Mai đã ra dự thi chương trình Hoa Hậu và thành phố San Jose. Và Bạch Mai đã được nhắm giải nhất trong kỳ thi Hoa Hậu mùa năm 2022 tại thành phố San Jose. Xin tất cả cho một tràng pháo tay. Trong cái ngày hôm nay thì chúng ta cũng không quên được cái sự đóng góp của một MC trẻ đã tài năng, MC Nguyễn Long. Rất trẻ. Dạ, và bây giờ em biết là quý vị muốn chụp hình thì bây giờ đây là đội hình của áo dài. Quý vị nào muốn chụp thì cứ chụp. Đây là tất cả chúng em đã bỏ công sức. Nếu mà quý vị thấy vui thì cho chúng em một tràng pháo tay. Dạ, chân thành cảm ơn quý vị. Và sau phần này sẽ là phần xổ số. Bây giờ Bạch Mai muốn hỏi tất cả quý vị đã có vé số hết chưa? Và xin mời những người trong ban biểu diễn thời trang áo dài.